gia đình kiếm được tờ giấy của Khoa để lại ngày cuối cùng của Khoa là ngày chiều thứ ba, là tối thứ ba là kiếm được để được. Thì bé không có học nên bé viết được có ba chữ vắn tắt là xin lỗi cha thôi. Tức là em trai. Chào mừng cô chú chị trở lại kênh YouTube Minter TV. Lời nói đầu tiên, Minter gửi lời chúc cô chú chị khán giả xem kênh gặp nhiều may mắn, làm ăn phát tài phát đạt. Hiện tại Minter đang có mặt tại nhà em Đăng Khoa, là người thanh niên 18 tuổi đã gieo mình xuống cái cầu Bến Lức hai ngày trước. Thì hôm nay đã tìm được thi thể của em trai rồi. Thì bên pháp y cũng đang khám nghiệm tử thi, thì anh em không có chia sẻ lúc cơ quan chức năng đang làm việc của chú chị. Thì Minter đang có mặt tại ngôi nhà của em Đăng Khoa, thì mình tơ ghé đây luôn để một lát để chờ đợi thi thể của em đem về đây để làm lễ an táng. Đây là cái ngôi nhà của em, thì mình tơ sẽ quay bằng hình lại cho cô chú chị cùng xem. Thì nhà của em Đăng Khoa thì cũng đang cất gạp xong xuôi của chú chị, giờ chỉ đợi đem thi thể về, không biết là để mấy ngày mới đem đi chôn cũng chưa biết nữa. À, thì phía trong cũng chuẩn bị xong xuôi của chú chị, cũng có gạp xong xuôi rồi. Đây cái nhà cũng nhỏ xíu rồi của chú chị. Nhà của em thì đạo Công giáo nghe. Em Khoa là có tổng cộng là mấy anh chị em? Hai. Có một cũng như là có hai em thôi. Hai em ha. Khoa là thứ hai Út. Út nha. À Út. Cảm ơn. Rồi bây giờ là ở trên đó chị có nghe thông tin gì chưa? Là chừng nào đem về? Nãy em điện là nghe đó là để cho tặng lẹm xong là ngồi thì ra cái đoạn đường đi ra đường xe không được nên là giờ mình không biết làm sao. Rất là khó khăn ha. Cái ông bên thu xếp đại hòm á, người ta tìm mọi cách đưa về chứ giờ mình không biết dùng nào, đi xe hay đường xuồng mình cũng chưa biết. Cái này là áo quan là sao? Mình mua hay là tại ta tự thiện? Thằng em của em á liên hệ bên áo quan á là không biết người ta như ta để rẻ cho mình hay sao thì em cũng chưa biết. Tại cái ông anh đó là ông là anh họ của em mà bên chợ của ảnh là bán chứ không phải là của ảnh. Cũng như là ảnh trả tiền có mua trực tiếp thì cũng người ta cũng lấy cái giá cũng như là giá hữu nghị thôi chứ mình giờ em chưa biết cái vụ hàng đưa sao. Chị là cô hay gì? Dạ em là cô Sáu. Cô Sáu. Rồi từ sáng giờ mình ở ngoài cầu đó ha. Mình đợi ha. Khi mà nghe tin được ta tìm được cháu Khoa đó là cô lúc đó là mình ở dưới đó luôn mà. Lúc đó ở đó luôn ha. Dạ, rồi mình mới chạy về đây để mình chuẩn bị ha. Rồi lúc đó ai báo mình là cháu Khoa nó làm như vậy chị? Tối 7-8 giờ thằng em ruột nó mới điện à, ủa bà nghe thằng tại nhà ở tên Bin. Ủa bà nghe thằng Bin nó nhảy cầu từ tử Bến Lức không á, tao có nghe gì đâu. Cái xong cái con nhỏ cháu nó mới điện nữa, nó cô Sáu phải vậy không? Cái nó nãy giờ trời cô Sáu cũng nghe vậy đó con. Rồi mình mới hỏi nó thì là chính xác. Mà một người mình xuống tối thứ ba là xuống cầu Bến Lức mình hỏi thăm với cộng nước có ai nghe tin thông tin là có người nhảy cầu không? Như Bến Lức im re nín không có nghe tin lặng không có biết gì hết nên người ta đâu có xuống đó coi gì đâu. Chắc cái giờ nó cũng như vắng quá nên không ai thấy. Rồi xong rồi một lát 8-9 giờ thì có con bé gái bên Facebook đó, nó đăng lên. Nó đăng lên nó nói là nó đi làm mà nghe tin mình nhật đi linh là nó thấy có một người là tự tử lúc khoảng 2:10 nó vậy á. Rồi nó vô công ty là cái ca kia ra nó nói là giờ tao đang đi làm nên tao thấy có cái người tự tử, lát mày ra ca mày về ngay cộng với lúc là sẽ có người tự tử. Thì con nhỏ đăng lên, cái con của em á là nó mới về nó mở Facebook lên, nó mới Facebook lên nó hỏi ủa chị là ở đâu đâu chị đăng lên vậy là có sự thật chị có thấy rõ không, em cho xác minh lặng gia đình em tìm kiếm. Cái con bé nó mới đăng lên nó nói là em thấy chính xác. Nó mới nói vậy thì mình mới đi kiếm suốt mấy ngày nay. Trong cái thời gian đó mình cũng liên lạc với em Khoa không được luôn. Dạ không liên lạc. Là cũng giờ mình có đăng lên mình mới biết chứ thôi mà mình không biết luôn. Thì đây là cái ngôi nhà của anh Khoa thì thấy cũng chưa có mơ gì cho chị cho em hỏi dạ, rồi đem về nhà rồi người nhà mà tính toán để mấy ngày chị? Dạ hết ngày nay, sáng mai đi ra à, sáng mai hả? Sáng mai mấy giờ chị? Em đợi cha nó về để biết, tại vì cha nó đang quên lẫn em cũng chưa biết ha. Hỏi ba em thì ba nói buổi sáng thôi. Em đổ khoảng từ 8 giờ đổ lại thôi chứ không được. Dạ tại mình đi ra ngoài cho nó sớm cho nó mát. Mình sáng là liên lạc được con bé đó chứ chị? Không được luôn. Con bé đó thì chị nghĩ nó về không? Em cũng không biết luôn á.
Thì giờ nó chuyện nó lỡ rồi, thì giờ nếu mà giờ con bé về về thì giờ giờ mình cũng vui vẻ ha. Dạ từ đó là ăn thua bên mẹ thôi anh, chứ bên bên mấy cô mấy chú mấy bác đâu có ai. Thị xã tôi đi xã. Nó là cháu mình nó buồn tự nó nguyện đi chứ đâu có ai làm gì nó đâu. Dạ. Đâu ai đánh đập hành hung hay cái gì mà nó đến nỗi chỉ buồn tình cảm mà cũng như cha mẹ cô không gần, không có tâm sự với ai thì nó quản trí nó làm vậy thôi chứ đâu có ai làm gì nó mà để mình chắc hờn không? À. Dạ dạ. Giờ chị có nghe nói chừng nào em về không? Chưa biết anh, giờ ta đang sắp xếp chạy bởi người ta đang tận luyện bển thôi. Dạ. Yeah. Chưa biết chừng nào. À luyện bển. Tại vì có thằng em ruột, cái thằng con của em mà đi qua bển này. Dạ. Nó cũng biết đường đi, nó mò đường đi thôi chứ. Dạ. Em nói chung em ở đây chứ em xuống đất thà được, em không biết đường đi. Dạ. Hồi sáng đi với nó mày chở tao đi dẫn hướng nào nào chứ không có rành đường đi nữa. Dạ. Bắt tao đi xuống cứ đây rồi. Dạ. Mình chôn đất thánh của nhà thờ hả chị? Dạ. Yeah. Ra cũng như là ta xây kinh sẵn mà cha cho cái chỗ mà mình phải mua cái chỗ xây người ta xây sẵn. Dạ. Yeah. Nên là chưa liên hệ nên người ta hẹn là lắp 12 giờ mấy liên điện lại để em ra gặp cha rồi. Cha yeah. nói là cha giao cái phần đó cho cái người quản lý lắp đó. Dạ. Yeah. Em đợi người ta đi lễ lên lắp ta ra em mới điện cho được. Dạ. Bây giờ mình nhằm chuẩn bị xong xuôi chưa chị? Dạ yeah, chuẩn bị xong xuôi. Dạ. Yeah. Giờ chỉ chờ em về là mình làm đám thôi. Dạ. Thấy nhà cũng nhỏ xíu ha chị ha. Dạ nhà cũng xíu, ông nội cắt với cha mẹ à. Cho tao có tiền cắt. Ồ dạ nội cắt xíu rồi. Bề ngang được 4 mét chiều như là muốn. Này vuông luôn vậy á. Nhìn... Dạ nhìn thấy như vuông luôn vậy. Đây bàn thờ. Đây đầu cung giáo này của chú chị. Thì cái nhà nhỏ xíu à. Ồ. Dạ em qua bỏ đây. Dạ, nên là nó về từ đó bởi sáng người ta hỏi là sao không qua. Sao không đem cái gối dục cho nó là hổ cha đó là từ cha nó làm nó ngủ từ đó ngủ giọng hay về là ngủ giọng ngủ giọng không à. Còn nếu không có cha nó nhà thì nó chui đây nằm nên là nó không biết cái gối nào chính thức. Còn anh hai nó ngủ ở đâu? Cái áo luôn á. Còn anh hai nó ngủ ở đâu? Dục áo, dục cái áo xuống sông mà sao. Dạ, đúng rồi đó. Anh hai nó là giả nỉ hả, mà thằng ở đây thì thằng phải không có nhà. Hả? Ừ. Thằng ở đây thì thằng ở thành phố. À, yeah. Thằng khác về thì thằng khác kia đi nên là không có nào mà ba cho con ở chung một nhà hết. Dạ nên là thằng cha ngủ đây thì thằng con ngủ giống. Yeah. Nên là em hỏi con nó hỏi cha nó con mày có cái gối nằm không, nó con tôi ngủ giống luôn à. Yeah. Nên là nó giục cái áo xuống xong cho nó nổ em chìm vậy đó. Yeah. Nóng quá ha chị ha. Yeah. Chưa nóng quá. Có tôn hồ của chú chị chung ở phía nhà sau giờ nó gặp hết luôn nè. Không mưa gặp hay là nước lên vậy? Dạ nước lên tại vì tháng khô mà nó vậy. Tháng khô mà nó vậy. Tháng khô mà tại vì mình thấp hơn ta, người ta cống nước mình không ấy ra được. Giờ ngập hết luôn nè cô chú chị. Nó ngập đây rồi cái nhà tắm đi ra đó rồi nấu ăn rồi có khúc ngay chỗ này. Dạ quá trời ơi. Cái nhà sau ở sau nước ngập lên quá trời cô chú chị. Thì ngôi nhà em Khoa đang ở thì cô chú chị thấy bề ngang khoảng 4 mét, chiều dài khoảng 6 mét của chú chị. Thì có một chiếc buồng phía sau thì ngập nước hết rồi. Thì khi khâu chuẩn bị thì cũng đã xong xuôi rồi. Để đưa em mấy về là sẽ làm lễ tang cho em trai. Ở đây là bà con hàng xóm qua đây phụ nè. Này cái lá thư tịch mệnh của cha này. Không biết chữ mà đọc thì làm điện thoại giống xin lỗi cha. Từ Khoa ghi hả? Khoa ghi. Trời ơi. Đó chị cầm chị cầm cho nói đi, chị cầm vậy đó. Cái này là gia đình kiếm được tờ giấy của Khoa để lại ngày cuối cùng của Khoa là ngày chiều thứ ba là tối thứ ba là kiếm được để được vì bé không có học nên bé viết được có ba chữ ngắn tắt là xin lỗi cha thôi. Tức là em trai không biết chữ mà chỉ viết ngắn gọn. Tại bé chữ. Nó học lớp 1, lớp 2 chứ chắc chưa lên lớp 2 đâu. Tại vì hồi thì ở với cha, mới vô lớp 1 thì bà ngoại sốt rồi bà ngoại về dẫn về bà ngoại chăm sóc. Bà ha bà ngoại dẫn về chăm sóc thì bà ngoại nó cho đi học mà bà ngoại cũng không có phương tiện để đưa đi. Nên cháu cũng dốt có lớp 1, lớp 2, hình như lớp 1 chứ không phải lớp 2 nữa. Dạ, lớp 1 biết được chữ đó cũng được. Chữ, cũng vẫn biết đọc chữ cho mình biết rồi hỏi con đọc cho cô Sáu nghe. Chỗ nào nó cũng đập được hết, với là nó ra rành rẽ lắm. Mỗi lần nó về ngoại vậy nọ là tự nó đón xe nó đi kìa mà. Nhỏ xíu cũng dẫn đón xe đi luôn. Rồi giấy này thấy ở đâu chị? Cái này ngoại con... vé ở đâu chị? Dạ. Ngoại vé ở đâu? Ngoại vé đâu Tiền Giang á, cái này là bác Bảy nó nhìn kiếm được nên là bác Bảy nó tao thấy em thấy lên đầu tủ lạnh hay gì đó. Yeah, tủ lạnh ở trên đây. Qua nay là cha nó kêu đem xuống dưới tặng lễ mà em quên là lát người ta kêu đem đốt hay gì em chưa biết cái này là để làm. Để một lát để chị đem về bỏ trong quan tài cũng được.
Mà cái quan tài ta đóng lại rồi mà. Đúng rồi hả? Tới ngày mình đem đi chôn mất, đem theo. Mình để trước bàn thờ á. Trời ơi. Bỏ xuống có quyền cũng được. Trời ơi, xin lỗi cha, cô chú anh chị ơi. Chứ đừng có ba chữ xin lỗi cha, ta không biết cái đồ chữ cho bự đó. Đứt ruột luôn. Đứt ruột luôn, xem mà nổi da gà luôn cô chú anh chị. Này mình để lên bàn thờ cũng được, bằng cái trước cái thờ hồi đó. Bàn thờ chúa thì bác để cái tên thánh của em, tại cái tên thánh mà nhận là như tỷ là bé thánh du xe Võ Đăng Khoa thì được cái tên đó để trên đầu hàng á. Cái này mình bắt quá cho người ta coi chứ mình đâu. Dạ. Thương quá trời thương. Xin lỗi cha ba chữ. Đúng rồi, có ba chữ. Mà giờ thôi gia đình cũng tìm xác cháu cũng nhờ mấy anh đăng lên cho cộng đồng mạng rồi nó mới lan tỏa rộng ra mình mới biết kiếm được cháu chứ non vô không kiếm. Dạ. Cái này là nghe nói người ngoài đi kia, cái người ngoài ta chỉ cho thấy chứ là trong cái đội mà đi xuồng cũng không thấy luôn. Dạ, nhưng ta thấy không? Rồi ta qua cháy lên sao lại. Chứ mà con đi ta ghe tàu rồi thấy mà đường á. Thấy người ta lên quá chứ. Dạ. Thấy người ta báo liền. Đi tùm lum hướng, đi hướng về nước mặn gì tùm lum xong dạ. Không có trúng như hướng này. Hôm qua đi có một lần thì không gặp. Yeah. Sao giờ gặp được sớm cũng mừng, sáng ngày cũng với con ơi con cho mấy cô mấy chú là thấy sớm đi chứ không thôi là cái giấy là để đây phải không? Kiếm được con là để đó đi. Dạ. Giấy ở đây là bác phát hiện. Bác gái phát hiện. Dạ. Yeah. Bác dâu bác gái. Dạ. Tấm giấy đó là tấm giấy gì chị? Thì bé đó để chữ xin lỗi cha. Ba chữ xin lỗi cha nè, bé học lớp 1 mà lớp 1 lớp 2 vậy thì mình không rảnh hậu đi tới vô hoài. Tại luôn có chú chị thì mấy ngày trước thì mình ta cũng đã đăng video á là có một đoạn mình sẽ nói là em này trước khi đi là em có ghi một cái dòng chữ lá thư định mệnh của mình, cái này cũng không phải là lá thư nữa thì em này đã ghi lại có 3 chữ thôi chỉ có 3 chữ thôi để xin lỗi ba đó, mà hôm nay thì người thân người nhà cũng đã nhìn thấy cái dòng chữ của em Khoa đã ghi. Nói chung là em học cũng được cao á, khi học lớp 1 lớp 2 cũng như người nhà cũng là chia sẻ ghi được cái 3 dòng chữ thôi của cô chú chị thì xin lỗi cha, thấy là tội luôn. Đó, bây giờ thì mình tơ có mặt đây để cập nhật video cũng như để đăng lên cho cô chú chị biết thêm thì chừng nào em thi thể em về thì chúng ta sẽ cập nhật tiếp. Bây giờ thì chúng ta cũng xin tạm dừng video thì cuối video thì mình ta cũng xin kính chúc cô chú chị khán giả xem kênh được nhiều sức khỏe và làm ăn phát tài phát đạt, và cô chú chị bình luận phù hộ cầu nguyện cho em Đăng Khoa này được về với cõi trời cõi với Phật cô chú chị, xin lỗi cũng như là em bên đạo Thiên Chúa thì em thì có linh thiêng thì em phải về với Chúa. Thì chúng ta xin tạm dừng video tại đây. Để tiếp theo đây ạ. Dạ. Không muốn nhưng mà cái chuyện đó là cái chuyện nó xảy ra động ngọt quá vậy thôi chứ mình à. Ông là sao với cháu Khoa? Hả? Ông là sao? Ông nội à? Ông nội. Ờ, ông nội của Khoa. Ông nội ở đâu, nhà thế nào? Ở kia. Ông nhà ngoài kia. Dạ. Cái nhà này thì ông cất cho cha con cháu Khoa. Cho mấy đứa nó. Dạ. Tội nghiệp quá trời. Giờ là hôm qua giờ ông nội có đi ra cầu không? Hả? Có chạy ra cầu không? Đồ mặt có chỗ đầu xanh. Không có đi tới bản hả? Dạ. Yeah. Cảm xúc của ông nội qua nay sao? Thì cũng hơi buồn chút. Yeah. Cái chuyện đó thì không ai nữa. Dạ. Nhưng mà mình phải chịu thôi. Dạ. Qua nhà ngoan không nội? Hả? Ngoan không? Có ngoan với ông nội không? Được, cũng dạ. Tội quá. Giờ bảo ông nội đi rồi. Giờ ông nội ở đây sáng giờ phụ coi trong nhà hả? À? Cô dọn dẹp. Tối ngày có ở nhà có đi đâu được đâu. Dạ. Lâu lâu rồi tới thì con cháu một chút rồi xong là gì. Dạ. Tội quá trời. Ông nội nay nhiêu tuổi rồi? 84 rồi. Ồ, ông nội khỏe quá. Bà nội còn không? Hả? Bà nội còn không? Bà mất nay là ba mấy năm rồi. Dạ. Mà ông nội ở với ai? Có mình ở với anh Út. Dạ. Em không có suy nghĩ chuyện chạc. Em tắm xong thì dạ, ông nội giữ gìn sức khỏe nha, để lo cho cháu nghe. Cảm ơn chú. Dạ. Thì lần tắm xong này của em đó. Bây giờ đây rồi cái già để tiện kẻ đồ xanh này của chú chị là có thật nha.
thì mình ta tạm dừng video thì mình ta sẽ cập nhật tiếp gửi cô chú chị xem. Rồi cô chú chị nhớ đăng ký kênh theo dõi video tiếp theo của mình ta nha. Rồi mình ta hẹn cô chú chị xem tiếp video sau của mình ta.